Hello, xin chào mọi người nha. Chào mọi người đến với kênh YouTube của Quyền Văn mình nha. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn tới nhà ông anh mình giới thiệu về một số cây lan các bạn nha. Đây, mình bắt đầu vào tới nhà này các bạn này. Đấy, rất nhiều lan này các bạn này. Đó. Các bạn xem này. Nhiều lan chưa này? Đấy. Đây này. Đấy. Rất nhiều các bạn ạ. Lan này là mới chơi các bạn nha, mới chơi nó vẫn chưa được thuần thục lắm các bạn. Đây. Đấy, cũng một số cây bắt đầu đang ra hoa này các bạn này. Đấy. Cho các bạn xem này, đấy thấy chưa các bạn, thấy chưa? Rất nhiều lan này các bạn nha. Đấy, nhiều chưa này. Đấy đây này. Đấy. Cũng quả nhánh lan nó mọc trên cái thân cây cổ thụ của các bạn này. Mang từ rừng ở Lai Châu về đấy các bạn ạ. Đấy. Rất nhiều đấy các bạn này. Quay cho các bạn xem này, nhiều chưa này. Đó. Đây đấy. Ngoài lan ra có cả cây sung các bạn này, sung thế này. Đấy, đấy đẹp chưa này các bạn này. Đấy. Sung này là biểu hiện cho sung túc sung mãn các bạn ạ. Đấy cây thế đẹp này các bạn này. Đấy, rất đẹp nhá. Đây có cả cây xanh như này. Đấy. Cây xanh đường mọc ở trong những cái hòn đá này các bạn này. Đấy, mọc trong hòn đá đẹp chưa này. Đó. Ngoài những cái thú chơi cây cảnh ra, anh mình còn là một nghệ nhân các bạn ạ. Chuyên đắp những phong cảnh đồng quê, non nước này rất nhiều này. Đấy, hiêu la này các bạn này. Đấy. Non nước này có cả sen này. Sen cá chép bơi này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đẹp chưa? Đấy. Chim cò các kiểu này. Và bây giờ mình đưa các bạn tới nhà bác hai mình nhé. Rất nhiều những cây lan ra nhiều hoa lắm các bạn ạ. Nhiều, rất nhiều cái loại lan nhé các bạn nhé. À, chúng mình cùng đi nhé.